Chào các bạn khán giả của hậu trường bóng đá. Lúc này thì tôi đang cầm một chiếc ô bởi trời đang mưa rất to và ảnh hưởng bởi cơn bão Kamuri các bạn ạ. Tuy nhiên cái thời tiết như thế này thì các cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta đang thực sự là đã có những phương án chuẩn bị. Và các bạn có thể qua đây một chút là cái mặt sân. Mặt sân lúc này thì tôi đã quan sát được, khi vừa vào trong thì có hai tình trạng, một là ứ cao su, hai là ứ nước. Và lúc này thì việc ứ cao su là việc quan trọng nhất, bởi vì là cái việc ứ cao su khiến cho các cầu thủ chắc chắn là thi đấu rất khó khăn. Còn ứ nước thì khi bóng hay là di chuyển nó cũng trơn trượt rất là nhiều. Hy vọng rằng là cơn bão Kamuri, xin nhắc lại là cơn bão Kamuri này đã khiến cho các môn thi đấu bị ảnh hưởng, đó là môn thi đấu ngoài trời liên quan đến lướt sóng, môn thi đấu trên biển. Trong khi đó thì các môn trong nhà vẫn thi đấu bình thường. Còn ở đây thì cơn bão Kamuri này và được cảnh báo ở mức độ nguy hiểm số 2, không quá nguy hiểm, tuy nhiên là các tình trạng giao thông ở bên ngoài đã thực sự tắc nghẽn và các cầu thủ của chúng ta đang phải đối mặt với một cơn dông bão, gió to, mưa to, và chắc chắn là các cầu thủ của chúng ta sẽ phải rất thận trọng trong trận đấu với U22 Singapore vào ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn hãy cùng đồng hành cùng hậu trường bóng đá để tiếp tục ủng hộ U22 Việt Nam, ủng hộ đoàn thể thao Việt Nam trong SEA Games 30 tới đây.